Vinhomes Ocean Park. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tòa tháp S108. Đây là tòa tháp sở hữu nhiều căn hộ đẹp nhất của dự án Vinhomes Ocean Park và nằm ở trong cụm tòa có bể bơi nội khu hình cá voi vô cùng độc đáo. Ngoài ra thì những căn hộ ở đây cũng sở hữu riêng cho mình những tầm view vô cùng đắt giá. Trục căn ban công hướng Tây Bắc đều có view thoáng, tầm nhìn xa. Với căn hộ từ tầng 8 trở lên sẽ có tầm view vô cùng thoáng đãng. Các căn thấp tầng của S108 nhìn trực diện sang khu trường học Vinpearl, trường Đại học Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên. Hướng Tây Bắc của S108 hướng sang hệ thống trường học, sân tập thể thao với tích hợp cây xanh, nhà để xe, trung tâm thương mại sôi động và gara metro số 8. Và không chỉ sở hữu cho mình những tầm view vô cùng đắt giá, các căn hộ của S108 còn được thừa hưởng những tiện ích ở cả nội khu và ngoại khu vô cùng độc đáo. Nội khu của S108 và S109 là nội khu cụm tòa duy nhất của phân khu The Sapphire 1 sở hữu bể bơi nội khu hình cá voi độc đáo. Đây cũng là nơi tích hợp của các tiện ích như sân tập gym ngoài trời, sân bóng truyền hơi và sân chơi trẻ em chủ đề đại dương. Quý khách hàng muốn sở hữu những căn hộ yêu thích, hãy gọi điện đến số hotline 024 7306 9989 để nhận được thông tin tư vấn và hỗ trợ nhanh chính xác nhất.